Hả hả hả? Chưa nghe gì cả. Lúc nào mình nói gì mình quên rồi. Tuyệt vời. Chào kết riêng rồi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Có rất là nhiều các bạn fan cũng hơi tiếc nuối chút xíu khi mà nghe câu này, chiếc guitar sẽ trở thành người bạn đời của Grady. Gửi một cái điều gì cho Grady, muốn gửi tất cả những tình yêu của mình đến cho tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình này. Tự nhiên cứ cảm ơn chị nghe tụt mút ghê. Dạ em cảm ơn. Dạ. Ừ. Giờ phải thuộc cái điểm khúc đó để liên quan nhau. Ok. Đủ chưa ta? Còn. Đúng rồi. Tuyệt vời. Chào kết riêng rồi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Tụi của bạn thì cho mình đi thay đồ đi, cũng không cho. Ok. Ok. Đồng quyết tâm là không cho em đi thay đồ. Để đi tập. Lúc nào mình nói gì mình quên rồi. Mỗi lần quay lại là phải nói mỗi câu khác nhau hả? Nói sao cũng được hả? Ok. Được đấy, ok, hay đấy, do anh, xin lỗi Nam, xin lỗi sếp. Không khó được tôm con trai. Ê rồi. Hả, chưa nghe gì cả. Nhanh đấy. Lại đi được không? Không bé ơi. Ủa gì vậy? Cái này khó nha. Lại một lần nữa. Hả? Hả? Không nghe gì cả, chưa kịp nghe gì cả. Cái năm nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào. Chứ phải tôi đấm cho mới nhạt. Khó vậy ta. Lại đi. Dài hơn tí được.